Tin cập nhật ngày 18 tháng 9 Công nhân gặp khó khi tiêm vaccine mũi 2 Thực hư việc Bình Dương để 149 liều vaccine Moderna hết hạn Được nới giãn cách, quận huyện vùng xanh ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn dè chừng chờ chỉ đạo Bình Dương mới chỉ lập danh sách, thông tin tiêm vaccine trẻ từ 12 đến 18 tuổi là sai Quý vị đang theo dõi bản tin cập nhật ngày 18 tháng 9 của DKN TV Sau đây là các nội dung chi tiết Công nhân gặp khó khi tiêm vaccine mũi 2 Đăng ký trở lại nhà máy vào ngày 18 tháng 9, nhưng hai tuần qua, chị Trần Thị Thu Thụy, 41 tuổi, công nhân công ty Nidex Việt Nam, khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức, chưa được tiêm vaccine mũi 2 tại nơi sinh sống. Chị Thụy tiêm mũi 1 AstraZeneca vào ngày 22 tháng 6 tại khu công nghệ cao, đến nay đã quá 12 tuần theo khuyến cáo của ngành y tế. Chị đang sống tại phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức và phải nghỉ việc từ ngày 5 tháng 7 vì địa phương bị phong tỏa do nhiều ca nhiễm. Sau khi tiêm mũi 1 8 tuần, chị Thụy đã 3 lần liên hệ với phường nhưng đều gặp trở ngại. Lần đầu, địa phương thông báo ưu tiên tiêm mũi 1 cho người dân. Lần 2 trả lời người tiêm liều thứ nhất ở đâu thì về đó tiêm liều 2. Lần thứ 3, chị không được qua chốt kiểm soát do chưa có giấy mời đi tiêm. Chị đăng ký thông tin tiêm qua các đường link của phường nhưng chưa được gọi tên. Ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn Nidex Việt Nam cho hay, nhà máy có gần 3.000 công nhân, hầu hết đã tiêm vaccine mũi 1 từ ngày 22 tháng 6. Đến nay qua thống kê chỉ có khoảng 1.700 người được tiêm mũi 2, rất nhiều trường hợp phản ánh không tiêm được ở địa phương. Doanh nghiệp sẽ gặp khó nếu công nhân không được tiêm đủ hai liều để được cấp thẻ xanh, ông Hồng nói thêm. Bà Lê Bích Loan, Phó ban quản lý không công nghệ cao SHTP cho biết, đến ngày 10 tháng 9, các doanh nghiệp phản ánh có khoảng 26.000 công nhân chưa được tiêm mũi 2, trong đó gần 6.000 người sống ở Đồng Nai, Bình Dương. Trước tình hình đó, SHTP đã đề nghị cấp vaccine thuê đơn vị y tế tư nhân tiêm tập trung cho gần 10.000 công nhân. Theo Bí thư Thành ủy thành phố Di An, Bùi Thanh Nhân, địa phương chưa thể tiêm mũi 2 cho người dân vì hiện lượng vaccine phân bổ chỉ đủ mũi 1. Đến ngày 20 tháng 9, thành phố mới tiêm mũi 2 cho tuyến đầu chống dịch, theo kế hoạch cuối tháng 10 mới phủ đủ 2 liều. Nếu thành phố Hồ Chí Minh mở các điểm tiêm lưu động ở vùng giáp danh, địa phương tạo điều kiện mở luồng xanh để công nhân đã thực hiện mũi 1 làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh đến điểm tiêm. Ông Nguyễn Văn Bé, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh HBA chia sẻ, chỉ riêng khu chế xuất Linh Trung 1 và 2 đã có gần 24.000 công nhân sống ở Bình Dương, Đồng Nai và một số tỉnh khác khó tiêm vắc mũi 2 đúng hạn. Ngoài ra còn 190.000 lao động tạm nghỉ việc ở nhà hoặc đã về quê. Chính quyền cần đẩy mạnh tiêm cho nhóm này để họ được cấp thẻ xanh Covid để trở lại sản xuất. Theo hướng dẫn của nhà sản xuất, thời hạn tiêm giữa hai mũi của vắc AstraZeneca là 8 đến 12 tuần, Pfizer là 3 đến 4 tuần. Moderna là 4 tuần và Verocell là 4 tuần. Hết ngày 16 tháng 9, thành phố tiêm được hơn 8,5 triệu liều vaccine, trong đó gần 1,9 triệu người đã tiêm mũi 2. Từ nay đến ngày 30 tháng 9, thành phố còn hơn 500.000 người cần được tiêm mũi 1 và gần 1,8 triệu người đến hạn tiêm mũi 2. Thực hư việc Bình Dương để 149.000 liều vaccine Moderna hết hạn. Ngày 18 tháng 9, liên quan tới thông tin Bình Dương để vaccine Moderna hết hạn sử dụng, Sở Y tế đã lên tiếng giải thích. Thông tin gây hiểu nhầm xuất phát từ một văn bản của Sở Y tế Bình Dương đề ngày 14 tháng 9, trong đó có nội dung vaccine Moderna Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh Bình Dương đợt 11 và đợt 14 đã hết hạn sử dụng ngày 4 tháng 9 năm 2021. Vaccine sau khi giã đông sử dụng 30 ngày ở nhiệt độ từ 2 độ đến 8 độ C. Văn bản này được lan truyền liên tục từ ngày ban hành. Nhiều người bức xúc trong khi vaccine đang khan hiếm, vì sao ngành y tế lại để vaccine Moderna bị quá hạn dẫn đến lãng phí. Sở Y tế tỉnh cho biết, thông tin Bình Dương để vaccine Moderna hết hạn sử dụng chỉ là hiểu lầm. Công văn ngày 14 tháng 9 của Sở Y tế có nội dung chính là việc hướng dẫn tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 Moderna sau khi đã có hướng dẫn của Bộ Y tế. Trước đó, do nguồn vaccine Moderna đã cạn nên nhiều tỉnh thành trong đó có thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương không được tiếp tục phân bổ loại vaccine này. Vì vậy, Bộ Y tế đã có hướng dẫn dùng vaccine Pfizer thay thế để tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 Moderna. Trao đổi với tuổi trẻ online, người ký văn bản là ông Nguyễn Hồng Trương, Giám đốc Sở Y tế, cho rằng trong văn bản, đoạn nói về hạn sử dụng chỉ là lời dẫn. Sau khi dư luận thắc mắc, Sở Y tế đã kiểm tra lại, thì trên 149.000 liều vaccine Moderna đã được tiêm hết từ cuối tháng 8. Trong đó, hầu hết phân bổ cho khu công nghiệp và số liệu cũng đã cập nhật lên hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia, bác sĩ Trương nói. Theo đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương, có thể có số liệu chưa khớp khi nhập liệu trực tuyến, nhưng vaccine đã được tiêm hết và tiêm nhanh. Tới ngày 18 tháng 9, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã ban hành văn bản mới hướng dẫn về việc tiêm mũi 2 bằng vaccine Pfizer cho người đã tiêm mũi 1 Moderna, trong đó không còn câu dẫn gây hiểu lầm. Được nới giãn cách, quận huyện vùng xanh ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn dè chừng chờ chỉ đạo. Đã 3 ngày từ khi thành phố Hồ Chí Minh cho các quận 7, huyện Củ Chi, Cần Giờ thí điểm nới giãn cách. Tuy nhiên, đối với các lĩnh vực thành phố cho phép mở dần, các quận huyện vẫn còn dè chừng cẩn trọng từng chút. Trong đó có hai nội dung người dân quan tâm là đi lại mua bán và mở cửa ở các khu công viên, nội khu dân cư, khu trung cư. Trao đổi với tuổi trẻ online, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Chủ tịch phường Tân Phong cho biết, thuận lợi là các khu này khép kín dễ quản lý, nhưng chúng tôi vẫn phải chờ chỉ đạo của quận, chưa dám triển khai ngay. Về cấp thẻ xanh COVID-19, phường chưa áp dụng. Tỷ lệ tiêm của phường đối với mũi 1 đạt 100%, những địa phương nào là vùng xanh thì được đi chợ một lần trong ngày, tất nhiên chỉ di chuyển trong địa bàn phường. Về ăn uống, phường có khá ít đơn vị đăng ký và quận cũng thẩm định. Còn theo văn bản của chủ tịch thành phố mới ký thì quận đang siết lại khảo sát các đơn vị đăng ký đạt chuẩn yêu cầu thì mới duyệt cho hoạt động. Bên cạnh đó, ông Trần Trí Dũng, Phó Bí thư Thường trực quận 7 cũng khẳng định, quận vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, người dân vẫn phải chấp hành ai ở đâu ở yên đó. Theo ông Dũng, hiện địa phương chỉ đang thí điểm các vấn đề được thành phố cho phép một cách hết sức tận trọng. Người dân ra đường ngoài lực lượng tuyến đầu, shipper, và đi tiêm vaccine vẫn phải có giấy đi đường. Về vấn đề thẻ xanh COVID-19, quận 7 đang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nhập dữ liệu để cấp thẻ xanh. Vấn đề này còn đợi hướng dẫn. Còn tại huyện Cần Giờ, ông Trương Tiến Triển, Phó Chủ tịch huyện cho biết, hiện tại Cần Giờ vẫn còn ca F0 trong khu cách ly. Mình phải cẩn trọng, cân nhắc giữ vùng xanh trong giai đoạn này. Giả sử nếu mở ra, người trở về từ các địa phương sẽ dẫn tới khả năng lây lan dịch. Nên phải mở từng bước một từ nay đến ngày 30 tháng 9 còn 12 ngày nữa, chúng tôi mong bà con cố gắng. Hiện tại chúng tôi cũng đã du di cho người dân tập thể dục, đi ra vào tại khuôn viên trước nhà nhưng trong giới hạn, ông Triển bày rõ. Bình Dương mới chỉ lập danh sách, thông tin bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ 12 đến 18 tuổi là sai. Ngày 18 tháng 9, trao đổi với tuổi trẻ online, ông Nguyễn Hồng Trương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, thông tin Bình Dương bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi và Bộ Y tế đã cho phép là thông tin chưa đúng gây hiểu lầm cho người dân. Nhiều người dân trách tại sao đã tiêm cho trẻ 12 đến 18 tuổi mà con họ trong độ tuổi trên lại không được tiêm. Theo Sở Y tế, mặc dù Sở cũng rất sốt ruột và đã kiến nghị Bộ Y tế cho phép tiêm vaccine cho học sinh để chuẩn bị cho các em tới trường trở lại. Nhưng hiện nay, Bộ chưa cho phép. Tuy nhiên, để có sự chuẩn bị trước, nên ngày 17 tháng 9, Sở Y tế có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Lao động và Thương binh Xã hội và các đơn vị liên quan lập danh sách trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 18 tuổi. Việc lập danh sách này là để chuẩn bị sẵn sàng và kịp thời khi nào Bộ Y tế cho phép và cấp vaccine thì có thể chủ động triển khai. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Bình Dương có tới 500.000 học sinh dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, cũng còn rất nhiều trẻ em dưới 18 tuổi từ các tỉnh thành theo cha mẹ tới Bình Dương nhưng không đến trường. Vì vậy, việc lập danh sách để chuẩn bị là cần thiết. Thưa quý vị, dkn tv sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cho chương trình hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo